Dạ vâng, em luôn xin được chào toàn thể các bác nhá. Và thưa các bác cùng anh em, số loa JBL, những model đẳng cấp đẹp siêu kinh điển, những model 4 số đã chính thức về cửa hàng em. Và em xin được quay những video chân thật nhất từ khi hàng về tới khi chúng em mở ra vệ sinh và tới khi chúng em vệ sinh xong, để các bác cảm nhận được những sản phẩm chuẩn chất bãi, nó đẹp như thế nào và nó chất lượng như thế nào. Các bác của anh em thân mến, là khi chúng ta mua loa bãi thì phải tìm hiểu chuẩn chỉ đó có phải là loa bãi hay không, có đúng chất của bãi về hay không đấy, hay là hàng cũ đã được anh em sử dụng ở Việt Nam, hay là hàng bò. Các bác lưu ý là như vậy nhé. Đây là hàng bãi của em về đây ạ. Đấy, ok chưa? Đấy, nguyên mảng nhện các bác, mảng nhện này đấy, bụi đất đủ cả đấy, các bác nhá. Hai model 4726X và 4735X các bác nhá. Đó, chưa vệ sinh, chưa tân trang, chưa lau chùi. Đó, em vừa mới mở lưới ra đấy ạ. Tuyệt đẹp các bác nhá. Đó, không đẹp không lấy tiền các bác. 4726X sở hữu đó là một bát 40 từ 220 coi 100, mã số lô bát là 2226HPL. Sử dụng một tép kèn lớn từ 220 coi 100. Đẹp các bạn, đẹp siêu kinh điển, thùng gỗ sơn cát màu đen, sơn zin 100%. Lô này thì xin được chia sẻ với cả nhà, em không sơn cả nhà nhé. Lô này chỉ cần lau qua là đẹp, long lanh, óng ánh các bạn. Giá cho hai đôi loa này cứ trên dưới sấp xỉ 50 triệu đồng. Các bác của anh em có nhu cầu mua sắm ủng hộ em Luân thì gọi điện trực tiếp cho em Luân. Đây ạ. Đó. Zin từ con ốc chưa mở các bác nhá. Đấy, từ những con ốc chưa con nào vặn ra cả. Thì tí em sẽ mở một chiếc. Đấy, tí em sẽ mở một chiếc để quay nội thất để xin được review tới các bác của anh em. Đó. Bụi bản đất cát là vẫn còn đủ cả. Đấy, chưa có vệ sinh, lau chùi hay tân trang gì cả. Ốc bát zin 100% chưa mở. Zin 100% chưa mở. Zin 100% chưa mở. Vâng ạ. Đó, ok chưa? Ok chưa cả nhà? Đó, 4726X và 4735X. Những đôi loa không làm cho các bác của anh em phải thất vọng, đúng không ạ? Vâng ạ. Và em xin được cảm ơn các bác cùng toàn thể quý anh chị em trong nhiều năm qua đã luôn luôn quan tâm, tin yêu và đồng hành với em Luân. Vâng ạ. Để kênh của em Luân ngày càng phát triển, lớn mạnh, và cửa hàng của em thì cứ ngày càng có những sản phẩm đẹp siêu kinh điển để phục vụ các bác của anh em. Đấy. Đấy. Đây là bụi nó rơi xuống các bác nhá. Đây là bụi này, nó rơi xuống này. Đấy. Đây là bụi nó rơi xuống các bác nhá. Đấy. Đây là bụi này. Bên dưới này, đấy. Đẹp các bạn, không chê được. Vâng ạ. Hãy số máy của em để các bác của anh em liên hệ, vâng ạ, đặt hàng và gọi điện để em tư vấn. Đó là số 0365 đây ạ. 888-988 đây cả nhà nhé, 0368891555. Và video này là em mở lưới đấy, để anh em sẽ vệ sinh qua, các bác sẽ cùng cảm nhận độ đẹp, độ chất, độ đỉnh cao và đẹp siêu kinh điển của những loa JBL này. Và em Luân đúng không ạ, chuyên hai thương hiệu đó là Mỹ và Đức. Sản phẩm thương hiệu của Mỹ em làm mạnh nhất đó là JBL, QC, P-Way và EV. Sản phẩm của Đức em làm mạnh nhất đó chính là B3. Và em cảm ơn cả nhà rất nhiều. Em xin chào và hẹn gặp lại các bác cũng như là toàn thể quý anh chị em ở một clip tiếp theo ạ. Chỉ trong khoảng độ 1 tiếng, 5 đôi loa này sẽ đẹp luôn các bạn, sẽ không còn bụi bẩn nữa. Đó, chắc chắn luôn các bác nhá. Vâng ạ, sấp xỉ trên dưới 50 triệu cho một đôi loa 4726X. Và các bác của anh em thân mến, là nếu nó độ đẳng cấp các bác nhá thì 4726X nó đẳng cấp hơn những dòng ví dụ như 715 các bác nhá. 715 thì hiện tại em đang có giá cũng sấp xỉ trên dưới 50 triệu các bác nhé. Đó, 715. Rồi, em chào cả nhà ạ.